Thầy hiệu trưởng gây sốt mạng xã hội vì màn quẩy nhạc remix quên cả lối về. Sau màn quẩy nhạc, thầy hiệu trưởng siêu cấp đáng yêu này đã đồng loạt được cư dân mạng phong cho danh hiệu hiệu trưởng nhà người ta trong truyền thuyết. Trên nền nhạc bài Barbie Girl bản remix, mọi người đều hăng say nhảy thả ga hết mình. Tuy nhiên, nổi bật nhất không phải các bạn học sinh mà lại là thầy hiệu trưởng với màn quẩy quá đỗi uyển chuyển và đáng yêu, không ngại ngần sự có mặt của hàng loạt học sinh dưới sân khấu. Thầy hiệu trưởng siêu xì tin vẫn vô tư thể hiện các vũ điệu bằng cả cơ thể một cách rất điệu nghệ. Thậm chí, vừa nhảy tay thầy còn vừa cầm điện thoại để livestream đúng chuẩn thời đại 4.0. Bạn Vũ cho biết, ngày thường thầy hiệu trưởng là một người rất khó tính và nghiêm khắc trong công việc, tuy nhiên chỉ cần tham gia các hoạt động vui chơi cùng học sinh trong trường là thầy biến ngay thành một con người hoàn toàn khác, vui tính, hài hước và vô cùng hòa đồng. Chính vì ngoại hình và tính cách dễ thương của thầy hiệu trưởng mà các học sinh hay trìu mến gọi thầy là thầy Doraemon.